Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng em Huy Hùng đến tham quan một siêu phẩm nhà phố góc hai mặt tiền, tọa lạc trong khu đồng bộ 200 căn thuộc trục đường Phan Ích, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà với diện tích ngang 4m2, độ dài là 15m, thiết kế một trệt, một lửng và 3 tầng lầu. Một góc hai mặt tiền thiết kế theo mẫu kiến trúc hiện đại lấn ngược cực đẹp, và đây là một sản phẩm nhà phố xây mới, tọa lạc trong một khu phân lô tới 200 căn điện âm, đường trước nhà lên tới 8m đường nhựa điện âm nha quý vị, rất là đẹp, hai dãy nhà lầu san sát nhau. Và đây là một căn nhà có hướng chính là hướng Bắc, phù hợp cho đại đình mình thuộc phong thủy là Đông Tứ Trạch. Và chúng ta đang cùng Huy Hùng ngắm nhìn bên ngoài mặt tiền, mặt chính, khu phố cũng như là mặt tiền bên hông của căn nhà này. Căn nhà này thì bên hông quý vị nhìn này, được ốp đá trang trí kết hợp với đèn LED, đèn chiếu sáng, và mặt tiền có những cái lam nhìn rất là đẹp và sang nha. Ở nhà góc thì bao giờ cũng rất là thoáng so với những căn nhà mà nằm ở bên trong. Thì khu phân lô này chỉ có 4 căn góc thôi nha quý vị. Và giá bán căn này thì đang chào bán với giá là hơn 11 tỷ một tí xíu để sở hữu một căn góc hai mặt tiền đẹp tuyệt vời trong buổi chiều ngày hôm nay. Và chúng ta thấy này, khu phố thì đồng bộ, an ninh, ổn định, điện âm nha. Đường rất là rộng, đường trước nhà lên tới 8-9m, có vỉa hè. Và khu này thì quý vị nào đang tìm mua nhà thì có thể vừa ở vừa làm phòng công ty cho thuê, kinh doanh bán làm showroom spa này. Đây là mặt tiền mặt chính này. Và chúng ta sẽ qua mặt tiền bên hông để chúng ta tham quan cái mặt tiền bên hông nha. Mẫu thiết kế hiện đại, một trệt, một lửng và 3 tầng lầu theo kiến trúc nhà phố cao cấp năm 2023. Và bên hông thì quý vị để ý cũng có rất là nhiều cửa sổ bên hông với đèn LED chiếu sáng. Video này Hùng quay vào tầm 4:30 nên là chưa đẹp bằng tầm 5-6 giờ nha quý vị. Ở đây thì gia chủ cũng thiết kế cho mình cửa góc, cửa sổ bên hông và cửa bên hông. Đó, đường rất là rộng, hai mặt tiền hẻm đều, hẻm 8-9m, đường nhựa nha. Khu phân lô nhà lầu cao cấp, đồng bộ, an ninh. Và chúng ta sẽ vào bên trong để tham quan căn nhà đang chào bán với giá hơn 10 tỷ một tí xíu nha quý vị. Chúng ta sẽ vào bên trong để tham quan căn nhà này. Căn nhà này thì gia chủ xây mới 100%, thiết kế giấy tờ sổ hồng riêng và mua bán công chứng nhanh gọn trong ngày, với giá bán chỉ hơn 11 tỷ một tí xíu thôi. Chúng ta sẽ cùng em Huy Hùng vào bên trong căn nhà hướng Bắc này nha mọi người. Bên ngoài thì xung quanh nhà thì chúng ta đều có vỉa hè 2m, được ốp đá xanh và có một lớp cửa cổng bên ngoài, lớp cửa cuốn bên trong này. Vô trong đây thì quý vị sẽ có gara xe hơi và không gian phòng khách dưới tầng trệt, phòng bếp sẽ nằm ở trên tầng lửng nha quý anh chị. Phòng khách dưới tầng trệt thì quý vị sẽ có gara xe hơi bên ngoài, đậu vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ này. Hai bên tường có ốp gạch và ốp nhựa trang trí, cũng như là có nhiều cửa sổ và đèn LED chiếu sáng bên hông. Cầu thang thì nằm ở giữa nhà, mặt đứng thì ốp đá và mặt nằm thì quý vị ốp gỗ. Phía sau là không gian phòng khách, thì kế bên đây thì quý vị sẽ có một lớp cửa kính và một lớp cửa cuốn để vào bên trong không gian phòng khách, cũng là khu vực mặt tiền hẻm hông. Ở đây thì gia chủ có trang trí cây xanh và ốp nhựa trang trí rất là đẹp. Phía sau nhà thì quý vị sẽ có không gian của phòng tiếp khách với một bộ sofa màu sữa kết hợp với màn hình TV 65 inch, đèn chiếu sáng và những bức tường được ốp nhựa trang trí kết hợp với đèn LED rất là tuyệt vời. Nhà thiết kế phải nói là đẳng cấp và đẹp nhất khu phân lô này luôn. Khu phân lô đồng bộ 200 căn thuộc trục đường Phan Ích, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị đang cùng em Huy Hùng tham quan trực tiếp căn nhà góc rất là đẹp, nội thất cao cấp tặng kèm, ngang 4m2, độ dài 15m, xây phun đất, sổ hồng riêng, giấy tờ đầy đủ, pháp lý rõ ràng. Quý anh chị mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày luôn. Và giá bán gia chủ đang chào bán là 11 tỷ 400 triệu đồng, còn thương lượng trực tiếp với chủ hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%. Và dưới cầu thang là phòng vệ sinh dưới tầng trệt nha quý vị. Nhà hai mặt tiền nên là sẽ có cửa sổ và cửa bên hông, rất là thông thoáng. Quý vị mua về ở thì phải nói là tuyệt vời, nằm trong khu đồng phân lô đồng bộ cực mát. Khu vực cầu thang thì có lan can làm bằng sắt, tay vịn gỗ sồi và mặt đá hoa cương kết hợp với mặt nằm thì ốp gỗ. Và lên tầng lửng quý vị sẽ đến với không gian phòng bếp này. Chúng ta đang cùng em đến với không gian phòng bếp này. Quý vị thấy nhà góc này rất là nhiều cửa sổ bên hông, vô cùng thoáng và đẹp. Bên ngoài thì có trồng thêm cây xanh. Ở đây thì quý vị sẽ có không gian phòng bếp với nội thất tặng kèm như là tủ bếp trên dưới, bồn rửa chén bát, giá kệ để chén bát, lò nướng, bếp âm, máy hút mùi. Có bàn ăn 6 ghế. Có rất là nhiều cửa sổ không gian phòng bếp này. Có cả cửa ra ban công, mặt tiền chính được trồng hoa, trồng cây xanh bên ngoài. Và ở đây thì quý vị sẽ có hai lớp cửa ra khu vực mặt tiền hẻm hông, đều là cửa nhôm xin pha. Và bên ngoài cũng được trồng cây, rất là mát mẻ nha mọi người. Một căn nhà góc quá đẹp luôn trong buổi chiều muộn ngày hôm nay. Quý vị nào đang tìm mua nhà góc trong khu vườn lô đồng bộ, an ninh,
thì hãy cùng Huy Hùng đến tham quan cái sản phẩm nhà góc, phải nói là đẹp tuyệt vời, đẹp nhất năm 2023, đang được Huy Hùng giới thiệu trực tiếp đến đại gia đình mua nhà trên hệ thống kênh YouTube Nhà đất Huy Hùng bán nhà của Bắc Tân Bình, cũng như trên hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage và website nhà đất Huy Hùng.com nha. Và chúng ta sẽ cùng em di chuyển lên trên lầu để tham quan không gian của 4 phòng ngủ. 4 phòng ngủ thì trong đó quý vị sẽ có 3 phòng ngủ chính và một phòng thư giãn nha. Nhà này thì gia chủ làm toàn đồ cao cấp, đa số là được ốp gỗ. Và phòng ngủ thì quý vị sẽ đến với phòng ngủ đầu tiên này. Phòng ngủ này thì quý vị sẽ có tranh 3D này, giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, trần thạch cao, đóng phẳng, có đèn led bên trên, có tủ áo âm tường, có cửa sổ ra khu mặt tiền hẻm hông, có vệ sinh và có rất là nhiều cửa sổ. Như thế này thì nhà mình phải nói là cực kỳ thoáng. Nếu mà chúng ta ở trong căn nhà như thế này thì sinh khí sẽ rất là tốt nha. Giá bán trong khu này thì nó dao động tầm tiền từ 9 tỷ 2 cho đến 11 tỷ 400 triệu đồng một căn. Và căn này là căn góc trong số 3 căn góc của khu đồng bộ này. Và quý vị nào đang tìm mua nhà thì hãy đến bên nhà đất Huy Hùng để đến xem và sở hữu ngay cái căn góc hai mặt tiền đang được gia chủ chào bán với giá là 11 tỷ 400 này nha quý vị. Căn góc rất là đẹp. Qua bên đây thì quý vị sẽ cùng em đến với không gian phòng ngủ số 2, phòng ngủ phiên trước. Phòng ngủ này thì có hầu như là cửa kính khắp các mặt chính và mặt ban công của căn nhà. Đây, chúng ta để ý này. Giường ngủ vẫn là giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, tủ áo, ống máy lạnh được trang bị sẵn. Ngoài đây là ban công với cây xanh được trồng kín ở ban công này. Và có dàn phun nước tự động luôn nha. Chúng ta khỏi cần tưới nha quý vị. Hẹn giờ nó tự tưới luôn. Đây là không gian phòng ngủ số 2. Và qua bên đây thì quý vị sẽ đến với không gian phòng vệ sinh của phòng ngủ số 2. Phòng vệ sinh thì cũng nằm bên ngoài với lavabo rửa mặt, bồn cầu, vòi tắm hoa sen, gương soi, phòng vệ sinh ốp gạch phun trần. Và lên trên lầu 2 thì quý vị sẽ cùng em Huy Hùng đến với không gian của phòng ngủ số 3 và không gian phòng thư giãn. Căn nhà này thì nằm trên trục đường Phan Huy Ích, khu Vân Lô, đồng bộ 200 căn, thuận tiện ở làm phòng công ty cho thuê. Giá bán đang chào ra là 11 tỷ 400 triệu đồng, còn thương lượng hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%. Quý vị quan tâm đến căn này thì có thể alo trực tiếp đến Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Nhà rất là gần với siêu thị MX2, trục đường Trường Chinh, khu công nghiệp Tân Bình, di chuyển qua sân bay Tân Nhất khoảng tầm 10 phút, đi về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 20 phút đi xe máy. Chúng ta đang đến với không gian phòng ngủ số 3, phòng ngủ master, cũng là phòng cuối cùng của căn nhà. Ở đây thì quý vị thấy này, hệ thống cửa sổ rất là nhiều, có giường ngủ tới 2m, có bàn trang điểm, có ban công thiết kế theo kiến trúc mở thoáng sáng với màn rèm hai lớp tự động được gia chủ trang bị sẵn. Và nhà này thì làm mới nói là rất là tốn tiền cửa nhôm sinh pha nha quý vị. Quá nhiều cửa nhôm sinh pha ra khu vực mặt tiền bên hông luôn. Ngoài đây là máy tập thể dục này, máy chạy bộ. Phía sau đây là không gian phòng tắm của phòng ngủ master. Thì quý vị sẽ có ghế ngồi bên ngoài này, bồn tắm nằm thư giãn này, tủ áo, phòng sông hơi khô đá nóng, giếng trời, trần thì có ốp nhựa trang trí này. Phía sau đây thì có bồn cầu, bồn tắm, đứng vòi tắm hoa sen. Đây là bồ rửa mặt bên ngoài, bồn tắm nằm thư giãn bên trong. Và bên đây là phòng sông hơi khô ướt với hệ thống sông hơi được gia chủ trang bị sẵn. Chúng ta đang đến với không gian phòng tắm master, khu vực tập thể dục của phòng ngủ master của căn nhà phố. Giá bán là 11 tỷ 400 triệu đồng căn góc nha, căn góc hai mặt tiền rất là đẹp. Chúng ta sẽ tham quan kỹ một tí xíu về căn nhà căn góc này nha. Căn góc rất là thoáng, tọa lạc trong một khu phân lô đồng bộ tới 200 căn, thuộc trục đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị quan tâm căn góc này thì hãy alo trực tiếp đến Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Huy Hùng sẽ dẫn mọi người đi xem tham quan, hỗ trợ quý anh chị mua nhà với giá tốt, hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%. Và lên trên đây khu vực sân thượng sau này, quý vị sẽ đến với khu vực BBQ ngoài trời với hệ thống quầy bar, cây xanh, đèn led, nhìn giống như một quán cà phê luôn nha quý vị. Đây, chúng ta để ý này, rất là đẹp, cây xanh rất là nhiều. Nó một không gian xanh tràn ngập trong căn nhà phố góc hai mặt tiền, ngang 4m2, độ dài 15m. Quý vị quan tâm thì
hãy gọi cho Hùng để đến xem và sử dụng ngay. Ở đây thì có một cây lá vối này, quý vị lên đây hái lá và nấu nước uống được luôn nha. Và ngoài đây quý vị sẽ đến với khu vực không gian sân thượng trước. Chỗ này thì quý vị cũng có một phòng thờ nhỏ nhỏ này. Và ngoài đây sẽ là khu vực sân thượng trước này. Thượng trước có một bàn ghế sắt này, một cây lộc vừng và một dàn sân khấu ngoài trời ở đây. Ó, rất đẹp nha quý vị. Giá bán là chỉ 11.400.000 thôi. Quý vị sở hữu ngay căn góc nằm trong khu đồng bộ 200 căn thuộc trục đường Phan Uyích, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị quan tâm thì hãy alo cho Hùng để đến xem và sở hữu nhá. Huy Hùng. Còn rất nhiều sản phẩm nhà đẹp trên hệ thống YouTube nhà đất Huy Hùng bán nhà Gò Vấp Tân Bình, trên hệ thống Zalo, Facebook fanpage nhà đất Huy Hùng bán nhà Gò Vấp Tân Bình và quận 12. Quý vị quan tâm thì hãy đến bên em và đi xem nhà nhá. Nhà đất Huy Hùng xin chào và hẹn lại quý vị ở những video lần sau.